Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với diễn đàn chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, là người Việt Nam, tất cả chúng ta đều sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong một cuộc chiến mà mình bảo là nồi da sáu thịt, hoặc là chúng ta lớn lên với những hậu quả của cuộc chiến sau năm 1975. Vì vậy, hầu như tất cả trong gia đình của mọi người Việt Nam, từ Bắc chí Nam, đều đã có hàng trăm hàng nghìn giọt lệ rơi, khóc thương cho những mất mát, những đổ vỡ của gia đình, của cá nhân, của người thân, người thương, và dĩ nhiên là của đất nước quê hương. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có được sự tham dự của một ký giả trẻ tuổi, ông Đoàn Trực, để chia sẻ với quý vị những nhận xét của chúng tôi về cuộc đời của một người phụ nữ Việt Nam, bà Đặng Mỹ Dung. Có cái tên, mình bỏ tên Mỹ, là Dung Crow. Cuộc đời của bà có những cái éo le, những ngang trái, những can đảm, những hy sinh. Mà không phải bà là người duy nhất, mà hầu như rất nhiều người phụ nữ Việt Nam đã phải trải qua những sự hy sinh, những mất mát đổ vỡ. Bà là tác giả của một cuốn sách cách đây hơn 10 năm, đã tạo nên một cái tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng của mình, cũng như trong cộng đồng của người Hoa Kỳ. Đó là tác phẩm Ngàn Giọt Lệ Rơi. Trực ơi, trước hết là xin cảm ơn Trực đã tham dự vào diễn đàn chính luận. Đầu tiên xin Trực có thể có một vài lời chào với khán giả của diễn đàn chính luận của anh em mình. Xin cảm ơn anh Nam. Xin kính chào quý vị khán thính giả của STBN. Rất hân hạnh được hầu chuyện với quý vị hôm nay. Thưa quý vị, thì Trực là một người ký giả viết nhiều những cái tùy bút, những đoạn văn về cái cuộc sống của người tị nạn Việt Nam, và cũng như là cái kinh nghiệm những cái ngày tháng tuổi thơ, ngày tháng thanh thiếu niên ở bên Việt Nam. Vậy trước hết thì xin hỏi Trực như thế này, bà Đặng Mỹ Dung, cái tiểu sử của bà như thế nào, bà là người như thế nào? Thì bà Mỹ Dung đó là người gốc Cần Thơ, sinh năm 1944. Thì cha của bà đó là theo cách mạng, tức là thời Việt Minh. Thì năm 1954 thì cha của bà tập kết ra Bắc. Thì mẹ và các em và cùng bà là ở lại miền Nam. Thì bà có làm việc cho một căn cứ hải quân Mỹ, rồi sau đó kết hôn với lại ông trung úy, thiếu úy hải quân John Craw, và sang Mỹ sống ở một vùng miền Bắc Cali. Thì tháng 4 năm 1975 thì bà mới gặp một viên tướng chỉ huy của căn cứ, thì bà mới muốn là xin giúp gia đình bà được sang Mỹ. Thì bà mới bật mí là bí mật là cha của bà là ông Đặng Quang Minh, rất là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Liên Xô, thì bà sẽ giúp chính phủ Mỹ nếu cần. Thì sau đó đó, sau năm 1975 thì bà gặp cha bà ở Nhật. Thì đây là một cái buổi gặp mà do CIA sắp đặt. Thì bà chuẩn bị mọi thứ. Thì khi mà giả sử như cha bà hỏi bà là sao con biết cha ở đây, thì bà nói là con đọc ở trên báo. Thì mọi thứ đều cuộc gặp gỡ đều tốt đẹp cả. Thì sau cái cuộc gặp này bà về lại Mỹ, thì có một nhóm tình báo của Cộng sản đến móc nối với bà và mời cộng tác. Thì trong đó có ông Trương Đình Hùng là người trực tiếp móc nối với bà. Thì sau đó thì bà thì tất cả mọi việc này đều là CIA và FBI làm việc, để đến khi thời điểm mà đúng thời điểm thì họ sẽ hành động. Thì trong một cái buổi gặp gia đình cùng mẹ bà ở Paris, Pháp Quốc, thì lúc đó thì ông Minh mới muốn là gia đình hãy về Việt Nam với ông. Thì ông tin tưởng vào lý tưởng cách mạng và là sẽ có một cuộc sống sáng ngời ở Việt Nam.
Thì nhưng mà bà thì là với mẹ bà lại có ý tưởng ngược lại, là tin tưởng vào dân chủ và tự do, và không có muốn về lại Việt Nam. Và bà Dung đã nói bí mật là bà sẽ bà làm việc cho CIA, thì bà nói là khuyên ông là nên qua Mỹ với gia đình. Thì thế là con cái mâu thuẫn gia đình tại đây và không ai nhường ai cả, thì rốt cuộc là ông Minh đã quyết định về Việt Nam. Thì về Việt Nam thì cái chuyện này quá lớn đi, thì là ông bị thân bại danh liệt và chết sau đó. Thì bà tin rằng đó các đồng chí thanh trừng bà, cha của bà. Còn cái nhóm gián điệp đó là gồm có ông Trương Đình Hùng và ông Ronald Humphrey bị bắt. Thì đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đó là Đinh Bá Thi bị trục xuất về. Và đó là câu chuyện của bà. Và bà đã viết hồi ký là ngàn giọt lệ rơi. Cảm ơn được trong một mới chỉ trong vài phút mà đã tóm tắt rất là đầy đủ cái những cái chuyện tình tiết éo le của cuộc đời của bà Đặng Mỹ Dung, tức là Dung Cro. Thì để quý vị có thể nắm được một vài cái điểm chính, thưa quý vị, bà là một người phụ nữ miền Nam của mình. Bố mẹ ngay từ ngày xưa, lúc bà mới 9-10 tuổi là đã có cái sự mâu thuẫn. Bố tin tưởng vào cái cuộc chiến đấu kháng chiến chống Pháp, rồi sau đó theo Việt Minh, theo Việt Cộng. Và mẹ của bà và đặc biệt là những người con đều không có muốn đi ra ngoài Bắc tập kết. Và mẹ của bà, theo cái lời kể lại của bà, thì cũng rất là không đồng ý với cái đường hướng của chồng mình. Vì vậy, năm 54, khi mà bố của bà đi theo Việt Minh ra Bắc, thì cả gia đình đều ở lại miền Nam, ngoại trừ một người anh lớn đi ra miền Bắc. Và sau này, bà lớn lên trong miền Nam, và gia đình của bà đều đi qua bên Hoa Kỳ để mà tị nạn. Thì rồi từ đó, khi mà bà gặp lại người bố, thì bà với bố lại có cái sự mâu thuẫn như là Trực đã nói, bởi vì hầu như là hai người có hai cái lý tưởng khác nhau. Thì xin hỏi thêm với Trực như thế này, thì cái tình trạng của gia đình của bà, nó là một cái chuyện riêng hay là chúng ta thấy trong cái lịch sử của Việt Nam, trong cái bối cảnh chiến tranh, trong một cái cuộc nội chiến, nó cũng xảy ra thường lắm. Dạ, thì có đây là một câu hỏi rất hay anh. Và thì cái này nó tại sao đó mà bà lại đặt tên của cuốn sách là Ngàn Giọt Lệ Rơi, tức là cái này là để tả cái bi kịch của một người con trong gia đình mà có cha theo cách mạng và chính mình thì theo lấy cái lý tưởng của dân chủ tự do. Thì đó đó là cái conflict, mâu thuẫn gia đình mà rất lớn, mà gây chia rẽ gia đình. Thật sự thì ông Minh đã từ năm 1954 đã ra miền Bắc và xa gia đình, và sau đó gặp lại tại ở Paris. Thì gia đình cũng không thể hợp nhất được và vết thương vẫn không hàn gắn được. Thì đây chính là bi kịch của dân tộc mình, cũng nhiều ngàn nhiều triệu gia đình cũng có trường hợp ở đây. Và như anh ấy là hòa bình đã lập lại Việt Nam từ năm 75 đến giờ là gần 50 năm rồi, nhưng mà vết thương chiến tranh vẫn còn đó. Đó là một cái bi kịch của Việt Nam của mình. Cũng xin chia sẻ với Trực, với quý vị, là tôi có dịp lâu lắm rồi đi về quê ở ngoài Bắc để thăm quê cha đất tổ. Thì ở trên cái bàn thờ, mình bảo là bàn thờ tổ của gia đình chúng tôi, có hình ảnh có hai ông chú, một người là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người là sĩ quan bộ đội, và hai người, tôi cứ nói đùa là ngồi trên đền trên bàn thờ, bởi vì hai người đều đã chết. Và mỗi người
đã chết trong thời điểm khác nhau, nhưng mà cũng đều chết vì có một cái cuộc chiến tranh mà chúng ta đã thấy bây giờ. Bây giờ chúng thấy là cái cuộc chiến tranh nó rất là phi lý, rất là vô nghĩa. Chúng tôi xin tạm ngưng một vài giây để mời quý vị xem một số quảng cáo, và khi trở lại chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về những cái điểm tình tiết eo le trong cuộc đời của bà Đặng Mỹ Dung. Xin trân trọng kính chào quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Chuyên luận. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang chia sẻ một số nhận xét về câu chuyện 1.000 giọt lệ rơi của bà Đặng Mỹ Dung. Xin lỗi quý vị. Trước hết, chúng tôi xin được phép chia buồn với gia đình của bà Đặng Mỹ Dung, bởi vì bà Đặng Mỹ Dung vừa mới mất khoảng đâu hơn một tuần trước. Cái sự ra đi của bà dĩ nhiên là một mất mát lớn lao cho gia đình của bà, nhưng cũng là một mất mát lớn lao cho cộng đồng của mình, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại tiểu bang Georgia, Atlanta. Bởi vì trong những năm tháng vừa qua, bà là một người cũng đã đóng góp rất nhiều từ những cái việc giúp những người tị nạn chúng ta đây trong những ngày tháng đầu tiên lập lại cuộc đời tại Hoa Kỳ, cũng như những cái sinh hoạt để xây dựng cộng đồng khác. Thành thử ra chúng tôi một lần nữa xin được phép chia buồn cùng gia đình bà Dung Kro. Hôm nay chúng tôi tức là cá nhân tôi và ký giả Đoàn Trực sẽ chia sẻ thêm một vài cái nhìn của chúng tôi về cuộc đời của bà, cũng như những việc làm của bà nó đã có những cái ảnh hưởng gì đến cho chính phủ Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ cũng như cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin hỏi Trực một câu có vẻ tính cách chính trị như thế này, Trực ơi, tức là qua cái sự làm việc của bà Đặng Mỹ Dung là một gián điệp nhĩ trùng, đã làm cho CIA rồi làm cho FBI, thì lúc nãy Trực có đề cập đến cái việc mà có những cái người gián điệp của Hà Nội mà cách đây mấy chục năm mình bảo là nằm vùng ở bên Hoa Kỳ, vậy Trực có thể chia sẻ thêm một số chi tiết về những cái mất mát về gián điệp của Hà Nội đối với Hoa Kỳ. Vâng, thì qua cái tài liệu đọc được đó thì cho thấy đó là trong cái hội nghị Paris đó, giữa Mỹ và Việt Nam đó, thì chính phủ Mỹ phía Việt Nam đó đã dùng một số cái tài liệu mật của Mỹ để khai thác, để lấy lợi thế trong cái bàn hội nghị. Thì tại sao mà họ lại có những tài liệu thế này? Thì chính là một nhân viên viên chức Hoa Kỳ, ông Ronald Humphrey, làm ở trong Cục Thông tin Hoa Kỳ cung cấp. Thì làm sao mà cài được ổ gián điệp thế này? Thật sự là rất là khó, quý vị. Phải rất là nhiều cái mưu lược đầu tư vô, mà cái thành công lại rất nhỏ. Phải mua chuộc xong rồi phải tìm hiểu cái con mồi mà mình mua chuộc đó, rồi phải đánh tâm lý, thì cái xác suất nhỏ, rất nhỏ, 1% ngàn chăng. Thì đến khi mà cài được rồi đó thì cái nguồn lợi quá lớn, là lấy được các tài liệu mật. Thì qua cái ông Trương Đình Hùng, tức là con của ông luật sư danh tiếng ở miền Nam ngày xưa là Trương Đình Du, là đã có lần ra ứng cử tổng thống với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì và đưa qua tài liệu, đưa qua cái phía ngoại giao của Việt Nam, thì cái kết quả đó là ông Trương Đình Hùng và ông Humphrey bị bắt, còn đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc là ông Đinh Bá Thi bị trục xuất. Thì đây là một cái vố rất đau, tại vì cái tin đã cài một ổ gián điệp đã khó,
rồi mà bây giờ bị bắt, mà cái những cái nguồn tin này đó là không phải mình Cộng sản Việt Nam xài mà cả cái khối Cộng sản đều xài hết. Thì đây là một cái thất bại rất là to lớn của phía Việt Nam. Thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái ông mình gọi là đại sứ của Cộng sản tại Mỹ, ông Lin Mekhi đó, khi trở lại Việt Nam thì hình như cũng bị tai nạn xe hơi chết, bất đắc kỳ tử. Ngay cả phụ thân của bà Mỹ Dung thì khi mà trở lại Việt Nam thì coi như là bị thất sủng, cũng không có còn giữ nắm giữ một cái chức vụ gì. Vậy thì từ đó đến bây giờ, như Trực đã cho biết đó, đó là một sự mất mát rất là lớn của bên Hà Nội. Từ đó đến bây giờ không biết là Hà Nội có tạo dựng lại thêm được gián điệp nào hay không, có những người nào nằm vùng ở bên này hay không. Thì cái điều đó thì cũng rất là khó nói anh. Thì trong cái thế giới này thì luôn luôn là cài gián điệp và phản gián. Thì thật sự thì mình nhìn lại nha, gián điệp là ai là mình không thể biết được. Thì anh cũng thấy đó, ngay trong cốt truyện ở đây mình đang nói đây, là bà Đặng Mỹ Dung có cha là Cộng sản cao cấp mà lại tin là lý tưởng dân chủ tự do và là tham gia để phá ổ phản gián. Trong khi đó ông Trương Đình Hùng lại con nhà nòi, tức là theo lý tưởng quốc gia, con của luật sư danh tiếng, được Mỹ cho đi du học ở đại học danh tiếng Stanford, lại bán mình cho Cộng sản để tham gia ổ gián điệp. Đó, thì cái này là điều bất ngờ mà luôn luôn là một cái bài học cho chúng ta luôn luôn thức tỉnh. Cái điều mà Trực vừa nói rất là quan trọng đó, chúng ta luôn luôn phải thức tỉnh. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng gián điệp thì khó mà biết ai là gián điệp, nhưng mà trong cộng đồng của chúng ta thấy có nhiều người có những cái hành động mà nhiều khi mình cũng có đặt câu hỏi. Và có một cái điều mà trong cái cuốn sách của trong cuốn hồi ký của bà thì bà cũng cho biết là những khi mà bên Hà Nội tìm cách để mà chiêu dụ bà cùng làm việc với bà, thì họ cũng nói là khi mà bà trở về Mỹ cứ chống cộng cho thật là hăng thì đó cũng không có vấn đề gì. Tình ra chúng ta thấy trong quá khứ có một vài người, chúng tôi xin nhấn mạnh là có một số nhỏ người chống cộng cực đoan, chống cộng ghê gớm lắm. Ai mà không chống cộng theo kiểu của họ thì đều bị họ chụp mũ là cộng sản, là thân cộng. Thành thử ra đó là cái điểm, đó là một cái điều, xin lỗi, mà chúng ta cũng phải để ý một chút xíu. Mình còn khoảng 4-5 phút, xin hỏi Trực thêm là trong cái cuốn hồi ký của bà thì Trực thấy có những cái điểm nào mà Trực muốn chia sẻ thêm với khán giả của chúng ta. Xin cảm ơn. Thì mình đọc cái cuốn này đó thì thấy là rất là say mê, có nhiều tình tiết thu hút lắm và đọc một lèo, mặc dù là mười mấy năm nay rồi vẫn còn nhớ. Thì mình nhận định đó là bà là một người rất là can đảm, tại vì nó khi đó mà gia đình gặp lâm nguy, đó là can đảm lên nói với vị tướng để xin cho bà được, gia đình bà được tị nạn và tiết lộ ngay thân thế của cha bà, thì đây là việc rất khó. Và khi đó mà CIA mà mời bà cộng tác thì bà làm ngay, là rất là nguy hiểm. Thì trong cái thời điểm đó tham gia CIA là rất là nguy hiểm, tại vì bên gián điệp bên Nga Xô, bên khối cộng sản đó có thể cử người thanh toán bà ngay lập tức, và ngay cả cái lúc mà khi đã hành chiến công rồi đó thì vẫn có những lời hăm dọa bà phải ở ẩn, nhưng mà bà vẫn can đảm là sau đó viết hồi ký. Cái điểm thứ hai đó là bà tin tưởng vào lý tưởng dân chủ tự do, mặc dù cha bà là một người cộng sản. Thì sống khi mà hồi nhỏ đó bà nhận định ngay, khi mà sống ở bưng biển bà thấy được là các hành xử của các đồng chí của cha bà, và sau đó là các hành xử của các giới chức miền Nam cũng như là Mỹ, thì bà chọn lý tưởng tự do là của bà. Và thứ ba nữa đó là cái tình nhân ái của bà. Bà lo lắng cho gia đình bà lo lắng cho những người tị nạn
giúp đỡ trong bao nhiêu năm qua, và một việc làm rất là đáng trân trọng, thưa anh. Ba cái điểm mà Trực vừa chia sẻ đó rất là can đảm, rất là hy sinh, chấp nhận mọi mình bảo là rủi ro hiểm nguy, cũng như là cái lòng nhân ái, thì cá nhân của tôi nghĩ rằng đó là cũng là những cái đức tính rất là đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam chúng ta thấy trong lịch sử, mình bảo là muốn nói 4.000 năm hay 5.000 năm, những cái sự hy sinh của người phụ nữ lúc nào cũng có và lúc nào cũng là những cái gương sáng. Tôi cũng xin được chia sẻ thêm với Trực với lại quý vị như thế này nữa, những cái điểm mà Trực vừa nói với về bà Mỹ Dung đó, thì cũng có thể là những cái điều chúng ta nói đối với mẹ của bà Mỹ Dung, bởi vì mình bảo là thân mẫu của bà cũng đã rất là can đảm, thấy rằng chồng mình đi theo con đường sai lầm, theo cộng sản, bà cũng đã phản đối, bà cũng đã nói như vậy, và bà cũng đã từ chối không theo chồng. Thưa quý vị, chúng ta nhìn rằng, chúng ta nhớ rằng cái xã hội Việt Nam của mình 60-70 năm trước, và ngay cả bây giờ người ta vẫn nghĩ rằng người phụ nữ thì phải theo chồng, nhưng mà thân mẫu của bà đã từ chối không có theo ông chồng. Rồi thân mẫu của bà cũng rất là sáng suốt, đã nhìn thấy thì những cái đường hướng chính sách rất là sai lầm, tai hại cho người dân của miền Nam, thành ra bà cũng chọn để mà đi theo quốc gia, và bà cũng đã hy sinh. Nếu chúng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đọc cái cuốn sách, có dịp đọc cuốn sách, bây giờ chúng ta có thể đọc trên mạng, quý vị chỉ cần đánh mấy cái chữ ngàn giọt lệ rơi là có thể đọc rất là thoải mái. Và bà là một người phụ nữ lúc đó cũng 20-30 tuổi, nuôi 4-5 người con, đứa người nào cũng còn rất là bé, trong một cuộc chiến, thì đó là một cái người phụ nữ, một cái hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam của chúng ta, nó đẹp, đẹp vô cùng, và tôi cũng đã có dịp chia sẻ nhiều với quý vị. Một lần nữa thì là rất là cảm ơn cái giả đoàn Trực đã chia sẻ một số nhận xét về cuốn sách của bà Đoàn Mỹ Dung, Đặng Mỹ Dung, tôi xin lỗi quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai của chúng ta, trong tương lai của người Việt, chúng ta sẽ không còn những cuốn sách nghìn giọt lệ rơi nữa, mà sẽ có những cuốn sách nghìn nụ cười giòn, để khi mà chúng ta, đất nước chúng ta, quê hương Việt Nam có được tự do, người dân được hạnh phúc, sống trong hòa bình. Một lần nữa cảm ơn anh Đoàn Trực và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Diễn đàn Tranh luận. Xin kính chào quý vị.